là địa phương vừa hoàn thành các tiêu chí để xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xã Khánh Cư Yên Khánh có nhiều điều kiện thuận lợi khi được Sở Thông tin và Truyền thông lựa chọn là một trong 13 xã trong tỉnh triển khai thực hiện mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã năm 2021. Ngay tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân xã, nhiều thay đổi thể hiện rõ trong quá trình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. Hệ thống máy tính, máy scan, màn hình chiếu được đầu tư mới, Internet được nâng cấp, tạo thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ công chức cũng như nhu cầu của người dân. Ngay từ tháng 6 năm 2021, khi được lựa chọn là đơn vị thí điểm thực hiện chuyển đổi số cấp xã, cấp ủy, chính quyền gia Khánh Cư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để hoạt động chuyển đổi số diễn ra đảm bảo hiệu quả, thích ứng với điều kiện của địa phương, tránh hình thức. Được sự quan tâm của tỉnh Khánh Cư là 114 đã được uh, chuyển đổi số thì uh, đảng ủy hội đồng dân ủy ban xã cư cũng tập trung uh, nâng cấp cơ sở hạ tầng để đáp ứng cho cái, cái nhu cầu và cái yêu cầu được công tác chuyển đổi số đến nay thì hơn 60% mươi là các uh, công dân đến đã thực hiện được chuyển đổi công nghệ số và một trăm cán bộ công chức là được sử dụng văn bản chuyển đổi trên office. Xác định chuyển đổi số hướng tới mục tiêu phục vụ thuận lợi nhu cầu của tổ chức cá nhân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, địa phương phát triển, trang thông tin điện tử của xã và các nhóm Zalo, Facebook được thành lập là kênh kết nối thông tin giữa chính quyền với người dân, thu hút ngày càng nhiều người tham gia. Sau đó khi đến giao dịch tại bộ phận một cửa, hầu hết người dân đều nắm bắt được và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Hôm nay tôi đến nằm lại thẻ bảo hiểm y tế cho con tôi. Tại bộ phận một cửa, tôi thấy các anh chị giải quyết cho tôi rất nhanh chóng và thuận lợi." Cùng với những đổi mới trong việc giải quyết thủ tục hành chính, trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ban đầu, người dân Khánh Cư đã từng bước tiếp cận với việc ứng dụng công nghệ thông tin thông qua việc triển khai sổ theo dõi sức khỏe điện tử tại trạm y tế xã, để nắm bắt được đầy đủ lịch trình khám bệnh, cũng như theo dõi sức khỏe định kỳ trạm y tế xã thanh cư chúng tôi thì đến nay là chúng tôi cũng đã quản lý được số bệnh nhân trên địa bàn của xã về cái sức, sổ sức khỏe điện tử qua cái thời gian thực hiện thì tôi thấy là cái sổ sức khỏe điện tử này cũng mang lại cái hiệu quả rất lớn cho người dân đặc biệt là những cái người mà có các cái bệnh lý nền bệnh lý mãn tính đi khám bệnh thì cũng biết được cái lịch sử khám bệnh của mình có kế hoạch để cho những đợt tiếp theo và chúng tôi thì ở tuyến dưới thì cũng biết được là cái quá trình khám bệnh của từng người dân khi được tham gia cái lập cái hồ sơ sức khỏe điện tử. Với kết quả bước đầu từ việc theo dõi sức khỏe điện tử, trong tương lai không xa, người dân xã Khánh Cư sẽ sớm thực hiện được việc khám chữa bệnh từ xa Teletel là, là một trong những nội dung nằm trong đề án chuyển đổi số về lĩnh vực y tế thông minh, giúp giảm bớt khó khăn cho người dân trong việc khám chữa bệnh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Về khánh cư trong thời điểm toàn xã đã và đang có nhiều đổi mới trong hoạt động chuyển đổi số, các doanh nghiệp cá nhân công dân cũng không nằm ngoài cuộc. Và công ty cổ phần đầu tư công nghệ xanh là một doanh nghiệp như thế. Với sản phẩm chủ lực là rau, củ quả, sản xuất theo hướng hữu cơ, công ty đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất như công nghệ tưới tự động, sử dụng phân bón theo công nghệ nano-silic, thuốc bảo vệ thực vật thảo mộc, Đồng thời, công ty cũng sử dụng mạng xã hội để đẩy mạnh kênh quảng bá, giới thiệu sản phẩm và tiến tới đưa các sản phẩm nông sản hữu cơ lên các sàn thương mại điện tử. Cùng với cái việc mà công nghệ xanh đang ứng dụng những công nghệ mới nhất thì công nghệ xanh là đang triển khai để đưa cái sản phẩm sạch của mình quảng bá lên các trang thông tin điện tử cũng như là các trang mạng xã hội để công nghệ xanh cũng muốn là đem các sản phẩm sạch và an toàn của mình uh, quảng bá rộng hơn và định hướng uh, sắp tới là công nghệ xanh cũng muốn tham gia sản thương mại điện tử để cho cái sản phẩm của công nghệ xanh là sẽ uh, được nhiều đối tượng và nhiều người biết đến. Với việc ứng dụng thành công công nghệ và sản xuất và quảng bá tiếp thị, trung bình một vụ công ty tiêu thụ từ 30 đến 36 tấn dư lưới và rau củ quả các loại. Sản phẩm dư lưới của công ty cũng vừa được xét công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.